Hôm nay các bạn cùng vào bếp và làm cho mình một món bánh rán nhé. Hôm nay mình sẽ làm bánh rán nhỏ, bánh rán mini với nhân là đậu xanh. Đậu xanh thì mình mới ngâm khoảng nửa tiếng thôi. Bây giờ mình mang nấu chín làm nhân. Còn đây là gạo lếp ạ. Gạo lếp này là gạo lếp ướt, là gạo lếp bằng xay bằng bột gạo ngâm ấy. Gạo ngâm trong nửa phần gạo lếp và hơn một nửa phần, khoảng 6-7 phần gạo lếp và 3 đến 4 phần gạo tẻ, các bạn ngâm với nước thông thường qua đêm. Sau đó các bạn mang đi, các bạn xay bằng bột nước và các bạn cho vào khăn, các bạn lọc để thành cái bột khô như này thì nó ăn bánh của chúng ta sẽ rất là ngon ấy. Đây mình có cái phần bột này mình mua sẵn rồi, mình làm sẵn này rồi. Bây giờ mình sẽ đi mình nấu cái phần nhân đậu xanh này lên để mình làm nhân nhé. Bây giờ đậu xanh các bạn mang đi các bạn nấu nhé, để cho nó chín mà nó mềm đậu xanh nhé. Các bạn xả lại cho nó sạch nhé. Và các bạn cho nửa phần đậu xanh, nửa phần nước vào. Các bạn đun cho sủi lên. Sau đó cho nhỏ lửa và om cho mình 15 phút là nó chín nhé. Sau đó mình trộn với đường để thành nhân nhé. Các bạn không cho muối hay là cũng không cho đường vào vội, đợi cho nó chín lên đó thì mình mới cho gia vị vào. Nếu các bạn muốn đậm thêm một chút thì cho tí muối cho nó ngọt đậm, không thì chưa cho đường không thôi. Cho đường cho muối vào sớm quá nó sẽ làm cho sượng lại đậu xanh nhé. Khi nó sủi lên rồi thì các bạn cho nhỏ lửa nhé, om khoảng 15 phút là được. Sau được 15 phút này mình sẽ kiểm tra nhé, nó sền sệt lại như này rồi. Để ý không là nó trào với mình mà thì cho nhỏ lửa kiểm tra xem mềm rồi. Bây giờ các bạn đảo cho nó nát, cho thêm một chút dầu ăn nữa cho nó sánh, khoảng 2 thìa cà phê dầu ăn nữa cho nó sánh. Và các bạn đảo, đây còn một ít đường là bánh trôi đường vàng. Mình cho thêm một thìa ăn phở đường cho nhân ngọt. Bây giờ đảo đều lên để cho nó lát, để nó tan đường, lát hạt gạo và hạt đậu xanh nhé. Mình tỉa ngầm nhuyễn một chút cho nó hết lát hạt đậu xanh. Dầm này cho nó nát ý. Đảo nước để cho nó khô là được. Đảo khoảng 5 phút để nó khô lại. Bạn đảo thêm một chút xíu nữa để cho nó khô thêm, để khi mà mình ve viên ấy, nó rắn ấy, nó dễ ve để làm nhân ấy. Đấy, đường nó tan hết rồi. Bây giờ các bạn san ra để cho nó nguội nhé. Rồi mình đi nặn bánh và chuẩn bị luôn một cái chảo dầu, nặn đến đâu các bạn cho vào chiên đến đấy nhá, thì ngon hơn nhé, rất là ngon. Mình thành được một khối như này. Và bây giờ mình đi nặn bánh. Trong khi nặn bánh thì các bạn chuẩn bị một chảo dầu luôn nhé, cái nặn đến đâu mình cho vào đến đấy nhé, cho dầu nhiều một chút nhé. Các bạn véo bột này. Bánh này là bánh rán mini cho nên các bạn nặn nó nhân nó như cái vỏ nó như cái bánh trôi một chút xíu thôi, tan bánh trôi một chút xíu. Các bạn cho nhân ở giữa như này rồi các bạn gói lại, ve viên lại và mình mang lên mình rán, thế đó, rất là nhanh. Mình vây lại cho bạn nhìn nhé. Rất là đơn giản các bạn. Các bạn ve cái viên bột này ra cho nó nhân vào giữa.
nhân là khi mà nó cứng lại rồi nó nguội ấy, nó cứng nó khô lại ấy, thì rất là dễ dễ ra như là bánh trôi bánh chay ấy. Như nhân ở đây là bánh trôi thì nhân đường, ở đây là bánh này là nhân. Phơi lại như vậy và mang ra thả luôn vào cái người bạn. Cứ làm như vậy đến hết rồi. Dán xong ấy, xong mình cho một chút đường vào mình cô ấy, xong mình đảo lên ấy, bánh sẽ rất là ngon. Còn không thì các bạn ăn không được. Vẽ một chút cho đậu xanh này. Bọc kín này, ngâm nhẹ nhàng nhé để nó không bị bục ra. Cực kỳ nhanh mà lại đơn giản. Ở đây bột ướt là khoảng 250g, nhân là khoảng 100g, khi mà nấu lên thì nó khoảng cũng khoảng gần 200g, nhân bằng nửa bột. Rồi lăn các bạn phải dán như vậy. Mình sẽ có những chiếc bánh cực kỳ ngon mà lại đơn giản đấy. Mình sẽ phồng lên nhé. Dán một lúc bánh nó đã giòn lên nhưng mà nó đang phồng này, thì chúng ta dán thêm cho cái màu nó đẹp hơn mà nó không nó giòn thêm nhé, sau đó bỏ ra và cùng cô đi. Bánh rất là giòn và ngon như này rồi, các bạn có thể cho ra luôn và thưởng thức luôn nhé. Hoặc là các bạn muốn cô đường thì các bạn sẽ mang đi cô đường chính mình nhé. Nhìn bánh rất là giòn, xốp ngon này. Thực sự nó rất là ngon rồi. Cho bánh ra để mang đi cô đường nhé. Các bạn thấy nó rất là giòn, vì hoàn toàn bột gạo ấy mình đi xay ấy, cho nên bánh của mình nó rất là dẻo ấy. Các bạn có thể dùng bột khô làm vẫn không ảnh hưởng gì nhé. Nên là bằng bột ướt này, bằng gạo đi nghiền đi xay này thì nó sẽ ngon hơn ấy. Rất là đẹp. Đi để xào đường. Các bạn đổ hết dầu ăn đi nhé. Và bây giờ các bạn cho mình đường vào. Thích ăn nhiều đường hay ít đường thì tùy theo khẩu vị của gia đình. Đây mình sẽ cho 3 thìa ăn quả đường. Một chút nước ngọt vào. Khoảng 3 thìa ăn phở nước lọc này. Bỏ bếp lên, đun cho nó tan chảy.
mà bay hết lên nước đi. Ở đây lúc nãy mình đã nói rồi ấy, khoảng 250 đến 300 gram bột ướp với 200 gram nhân, nhưng mà chính xác là chỉ khoảng 150 gram thôi, nghĩa là bột ướp bằng 2 lần nhân nhé. Đợi đun lấy nửa vừa vừa nhỏ này khoảng 5 đến 10 phút cho nó bay hết cái hơi nước này đi, sau mình mới cho bánh vào mình xên nhé. Đây, khi mà nó sền sệt lại như này nhé, và các bạn kiểm tra xem còn hơi nước bay lên nữa không, hết hơi nước bay lên được thì các bạn cho bánh vào nhé. Cho lửa vừa nhé, để chúng ta ngào bánh qua về luôn thì sẽ có một lớp đường bên ngoài bánh. Và khi mà chúng ta cho vào, khi mà hơi nước bay đi hết rồi ấy, thì bánh của chúng ta sẽ vẫn giữ được cái độ giòn mà nó nhanh tạo thành cái đường kết tinh hơn ấy. Rồi nếu mà cho ít đường quá thì nó cũng sẽ chỉ thành một lớp đường mỏng bám chứ không thành đường kết tinh. Đây là mình cho ít đường này thì có thể là nó chỉ một lớp đường rất là mỏng thôi, ăn nó rất là ngon. Nhiều đường quá để nó làm chúng ta sợ, không dám ăn nhiều. Nên theo kinh nghiệm cứ làm vừa đường thôi thì chúng ta sẽ ăn được nhiều hơn ấy. Và lần sau chúng ta vẫn muốn làm bánh. Đổ luôn một lúc vào cũng được nhé, không phải cứ cho từ từ vào như mình. Đặt lên một lúc cũng là được luôn đấy. Đây các bạn đặt thêm một chút nữa để cho nó thành đường kết tinh nhé. Còn là lớp đường mỏng bánh rất là ngon. Bánh rán có kiểu miền Bắc mà mình làm bánh rán nhỏ. Đường kết tinh rồi. Các bạn thì đường đang bám lên nữa, chuẩn bị chuyển thành đường kết tinh. Cái nhỏ nhỏ thêm một chút nữa thì đường kết tinh nó nhanh đấy. Bạn nhìn thấy không? Đường lên này, đường kết tinh đang bám đều rồi đấy các bạn. Đảo thêm chút nữa cho nó khô đường lên một chút nữa. Chuẩn bị cho ra đi nhé. Đây đường nó bám nha các bạn nhìn đây. Cái nước đường kết tinh nó bám rất là đẹp rồi. Rồi, bánh rán ngào đường mình đã xong. Có một lớp đường mỏng bám trên rất là đẹp. Góc ra đĩa nước đường khô, ui nhìn ngon quá, không kém gì ngoài quán đâu ạ. Mình định làm bánh rán mini nhưng mà không nghĩ là nó lở nhanh như này. Mình sẽ ăn thử cái bánh rán đường nhá, để nó nguội bớt một chút rồi mình ăn thử nhá. Bạn được không? Vỏ rất là giòn, bên trong nhân mềm. Cực kỳ ngon. Nó cũng không bị ngọt quá. Giờ mình sẽ dừng video ở đây nhé.